Thưa quý khán giả, huyện ngoại thành Vĩnh Thạnh có diện tích tự nhiên trên 30.000 ha, trong đó diện tích trồng lúa chiếm hơn 25.200 ha. Địa phương cũng có gần 27.000 hộ dân và có đến 90% số hộ sinh sống bằng nghề nông. Vì lẽ đó, việc thực hiện nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là rất cần thiết với địa phương. Xác định rõ mục tiêu, huyện ủy đã xây dựng chương trình hành động số 57 đẩy mạnh sản xuất trên quy mô lớn, giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao chất lượng nông sản để nâng thu nhập cho nông hộ. Là huyện nông nghiệp chủ lực của Cần Thơ, nên Vĩnh Thạnh hướng đến việc hình thành những vùng sản xuất chuyên canh lớn chất lượng cao nhằm cung cấp lương thực thực phẩm cho đô thị và cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Trong 13 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã huy động nhiều nguồn lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội như thủy lợi, đê bao, điện, đường, trạm, chợ nhằm hỗ trợ cho nông nghiệp phát triển bền vững. Kết quả Vĩnh Thạnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2018, sớm hơn 2 năm so với nghị quyết đề ra. Hiện nay cũng đã có 2 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 là 0,41%. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn cũng đạt gần 59 triệu đồng một người một năm. Tuy vậy, địa phương vẫn xác định xây dựng nông thôn mới vẫn phải thực hiện lâu dài và tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân, thì xây dựng tầm nông mới hiệu quả. Trong thời gian tới, thì huyện có cái đề xuất kiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là có cái chính sách kêu gọi doanh nghiệp về đầu tư hơn nữa, nhiều cái cơ sở sản xuất là trên địa bàn của huyện để rồi tạo điều kiện thu hút cho cái lao động có cái việc làm tại chỗ. Về phía Ủy ban dân huyện thì chúng tôi sẽ quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp an tâm về đầu tư trên địa bàn của huyện. Vĩnh Thạnh triển khai tầm nông, lấy kinh tế tập thể làm đột phá. Vì vậy, huyện ủy đã sớm ban hành nghị quyết chuyên đề với nhiều giải pháp. Đến nay, địa phương có 419 tổ hợp tác với 17.396 thành viên. Thông qua đó, huyện đã hình thành 109 cánh đồng lớn với tổng diện tích gần 17.000 ha, chiếm 65,46% diện tích trồng lúa. Vĩnh Thạnh còn xây dựng được 24 hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp với gần 900 thành viên, vốn điều lệ trên 29 tỷ 600 triệu đồng. Nhiều hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, lợi nhuận cao hơn sản xuất nhỏ lẻ, hàng hóa làm ra cũng dễ dàng tiêu thụ. Việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã góp phần hình thành nên một hình thức tổ chức sản xuất lớn, tiên tiến, hiện đại, hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông hộ, tạo điều kiện để nông dân đóng góp công sức, tiền của, xây dựng các kết cấu hạ tầng nông thôn. Trước mắt là cũng mang cái giống mà tốt, giống sạch, thứ nhất là mang về cho bà con nhân dân ấp E1, nói chung như là xã Thịnh An nói riêng, đó, để làm sao cho cái giống đạt chuẩn. À, rồi cái năng suất đưa lên, rồi cái lợi nhuận nó cao lên cho bà con. Rồi một số hợp tác xã, thành viên trong hợp tác xã đó cũng làm giống, rồi ương giống nha. À, rồi học qua các cái lớp nuôi giống, hiện bây giờ là coi như là cũng đã hoàn chỉnh. Và giờ anh em cũng đang để chuẩn bị để làm giống. Thực hiện nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng để giải quyết các bài toán về tích tụ ruộng đất, vốn sản xuất, liên kết bốn nhà và từng bước giúp cho nông dân có khả năng quản lý tốt, ứng dụng thành thạo khoa học công nghệ, am hiểu thị trường và giải quyết đầu ra cho nông sản. Vĩnh Thạnh sẽ tiếp tục quy hoạch bố trí các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của từng vùng sản xuất và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Có chính sách thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn để xây dựng liên kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, tăng cường khuyến nông, chuyển giao công nghệ cao tiên tiến. Địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại để đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp thông qua việc thực thi các chính sách khuyến khích, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia.